Ngày mai chiếc chào bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay là chủ nhật nha cả nhà. Chủ nhật em đi chuyến xe trưa. Và cũng rất là cảm ơn quý khách hôm nay Lộc của em nhiều quá trời luôn. Chỉ có một buổi sáng hôm nay mà Lộc nhiều lắm nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm ủng hộ đến vườn mai của chiếc chè bông nha. Và hôm nay thì chị ân đầu tháng em có loại cúc VIP bán chỉ giá 70.000 một cây thôi đó cả nhà. Các loại ví dụ như cúc hồng lộc, cúc nhị đỏ, rồi cúc cam, cúc thọ hương, các loại quấn rễ đẹp thì em cũng đồng giá 70.000 một cây thôi. Cho nên là hôm nay là đầu tháng chị ân khách hàng, rất là mong được sự ủng hộ của cả nhà nha. Hôm nay lộc của em một buổi sáng thôi mà cũng rất là nhiều luôn đây cả nhà. Cả nhà đã quan tâm ủng hộ đến vườn mai của chiếc chè bông nha. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý khách ạ.